Tiếp theo chương trình là thời gian để Quốc Thái và Thanh Ngọc chia sẻ những bí quyết, những mẹo nhỏ trong đời thường trong chương mục Sống Khỏe ngày hôm nay. Quý vị thân mến, dạo gần đây thì các gia đình thường hay sử dụng bếp từ. Bếp từ thì sử dụng cũng khá là đơn giản, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có những lưu ý sau đây. Đầu tiên là chúng ta không nên để dao, muỗng, nĩa, nắp hoặc là vung nồi bằng sắt lên bề mặt của bếp từ, vì các loại vật dụng này sẽ dẫn nhiệt và nóng lên rất là nhanh. Và lưu ý tiếp theo đó là chúng ta không nên đặt tay của chúng ta lên khu vực bếp trong khi nấu hoặc là sau khi nấu, vì chúng ta có thể bị bỏng. Bếp cảm ứng từ thường được gắn một quạt tản nhiệt, nên khi đun nóng, chúng ta chú ý là bếp phải thật là thoáng, không ẩm ướt. Ngoài ra, chúng ta không nên đặt bếp gần các loại bếp khác, hoặc là trên các tủ đông, tủ lạnh hoặc là máy giặt. Bởi vì những thiết bị này sẽ tạo ra độ ẩm và làm nước ngưng tụ, và đặc biệt là chúng ta không được đặt bếp sát tường. Mặt kính ceramic có độ bền rất là cao, nhưng mà cũng có thể bị vỡ do những va chạm mạnh. Chúng ta tránh đập hoặc là để những son nồi va chạm mạnh vào mặt kính. Khi mà muốn vệ sinh bếp thì chúng ta chỉ cần dùng nước ấm và một khăn mềm lau sạch, chứ tuyệt đối không được dùng giấy nhám vì có thể làm trầy mặt bếp. Hy vọng với những chia sẻ nho nhỏ vừa rồi thôi, nhưng chúng ta có thể biết cách để sử dụng và bảo trì bếp từ một cách đúng nhất.